Thằng này đánh thì hay, mỗi tuổi làm clip ở đánh bạc đánh vàng, ai mà chả chơi được. Ủa, vâng, chấp nhận anh em ạ. Không thể nào có thể phản biện được những cái comment như vậy. Rồi tiếp theo nhá, có giỏi thi đấu đỉnh cao làm clip đi, toàn đầu tư làm clip không à. Ôi, cậu toàn đầu ránh cao thủ cả. Thật rồi nhá, nhấn cái sử, cái sử các bạn comment như này thì mình xin dành tặng tất cả các bạn, và đặc biệt là những cái bảng comment như này nhá, một trận đấu mà mình sẽ lấy một nick, nếu mà không có bút bẩn ấy thì là ránh nick đấu rồi. Thì mình sẽ làm cho bạn một trận đấu đỉnh cao nhá, và mình sẽ tặng cho bạn là ăn trên 10 mảng mà không chết mảng nào nhá. Let's go. Shop mà shop mà sướng .vn, shop ạc uy tín liên quân giá rẻ các bạn ơi. Các bạn hãy xem ngay những shop nick cực kỳ đỉnh cao, ắc liên quân giá siêu rẻ, cực rẻ và ắc cực ngon các bạn nhá. Trò chơi cực kỳ hấp dẫn, cơ hội trúng thưởng 9.999 kim cương, và chắc chắn rồi các bạn sẽ thử vận máy ắc liên quân và ắc cực ngon 100% vào được các bạn ơi. Mày có giỏi thì mày thử làm cho tao cái clip đánh cáo cái nào, toàn là làm những cái clip ở đánh bạc đánh vàng để mày đăng lên YouTube để mày loe ái vậy. Thì nó thực sự các bạn mình cũng không muốn giải thích đâu, nhưng mà ngày hôm nay thì nhấn tiền với cái sử, cái sử ca khỉa đấy, thì mình xin phép mượn một cái nick và lấy một cái nick cái rank rất là cao. Nếu không có búp bẩn thì đây là cái nick rank thách đấu, thì mình sẽ mua một trận đấu Nakaroth cho các bạn, một trận đấu thật là tâm phục khẩu phục. Vì sao tâm phục khẩu phục? Thứ nhất, mình sẽ không cướp rừng nó. Và nhiều người nói là mày cái rank này thì mày làm gì mà cướp được rừng nó, rank cao làm sao cướp được. Ok, cứ bình tĩnh, nên mình sẽ phân tích các bạn biết lý do mình sẽ game này sẽ không cướp. Và cái thứ hai, mình sẽ không ăn các mục tiêu lớn. Thứ ba, mình sẽ không gánh đường rông. Để ở cái rank cao này, mình sẽ cho tất cả các bạn biết được lý do vì sao Cương Lao làm những clip rất chất lượng. Đầu tiên là mình sẽ đi về thằng Ruke đi rừng, và tí nữa mình sẽ phân tích các điểm yếu điểm mạnh của các từng vị tướng của nó để cho các bạn chơi rất là đơn giản và easy thôi. Đầu game thì mình sẽ triệt để về cái vấn đề là farm đường của mình ấy ạ. Khi farm đường thì mình sẽ không được gánh, coi như là cái bản thân của mình sẽ tạo ra cái thử thách một trận đấu cực kỳ khó ở cái đánh cao này, để cho các bạn biết được cái lối chơi của mình nó cực kỳ hiệu quả như thế nào các bạn nhé. Dẹp qua những cái cầm nát cướp rừng đi, và clip ngày hôm nay thì mình sẽ chứng minh cho các bạn thấy Nakaroth của Cương Lao, của Mơ Sương đánh cái đánh cao. Và đây là mình đang đi đánh đơn nhá, đánh gọi là đấu đỉnh cao, và cái đánh này là nói cho mình quên nhìn sao đi, nhưng mà nó rất là cao đấy, bởi vì cái nick này mình người ta nói là nếu mà không ấy thì là đạt cái đánh thách đấu rồi. Thì mình sẽ cho các bạn biết đấy, cái pha này đầu tiên mình sẽ gánh luôn thằng rát, và mình sẽ tập trung gánh đường trên và không đánh ở đường rồng nhá. Mình sẽ tạo điều kiện hết sức có thể để cho cá phi ní và Hayate mạnh ở giai đoạn cuối game, và mình sẽ cho các bạn hướng dẫn các bạn cách đánh thế nào ở giai đoạn cuối game. Và khi đánh với Ruke thì mình sẽ nhấn tiền ấy và nói điểm yếu điểm mạnh của vị tướng Ruke luôn. Ruke là một vị tướng đánh tâm gần, càng gần thì nó càng mạnh, và đặc biệt đến từ chiêu 3 của nó sẽ rất mạnh. Thì khi đối đầu với vị tướng Ruke này, chúng ta hãy làm thế nào để cấu kéo chiêu 3 của nó không còn nữa, thì lúc đó Nakaroth mới đủ cơ sở để có thể giết kết liễu được vị tướng Ruke. Thì vận dụng khi đối đầu với Ruke là gì ạ? Chúng ta sẽ vận dụng khi Ruke hết chiêu 3 thì chúng ta mới đánh nhá. Hoặc chúng ta sẽ có những cái lao vào cổ rỉa để sử dụng cho Ruke sử dụng chiêu 3 của nó, thì lúc đó chúng ta mới đánh. Khi Ruke kích hoạt chiêu 3 thì Nakaroth không bao giờ được lao vào đánh, là cái quan trọng nhất khi các bạn chơi đối đầu vị tướng Ruke nhá. Tiếp theo là vị tướng đây hai giây té đi mid và rat, nói chung là hai giây té đi top, bởi vì thực sự các bạn biết rank cao ấy thì người ta thường cầm hai giây té đi đường top để đe những cái vị tướng tánh cơ ấy, bởi vì có sát thương chuẩn đó các bạn. Đấy, các bạn nên nhớ cho mình cái điều đấy nhá, chứ không là cái rank cao kiểu gì mà toàn đánh hai xảo thủ hay giây té với cà phê đi. Ôi các ông thôi nhá, không được phản bác ở trong clip này nữa hết. Đây là clip để chấm dứt cái tình trạng là một vài người thôi, chỉ có một vài người có mần như vậy thôi. Đấy, các bạn nên nhớ như vậy, bởi vì là đại đa số đông thì các bạn đều biết Mơ Sương ngày xưa đến dư là từng như nào, và mình không phải giải thích, mình phải là khoe khoáng trình độ của mình là ngày xưa đã top 1 thách đấu Việt Nam hay top ná các thứ, thì mình không giải thích đâu, nhưng mình nhấn cái sử đấy để mình dành tặng cho các bạn khán giả là chính các bạn nhé. Đấy rồi, không lăn man con ngán nữa thì mình sẽ vào tiếp tầm tấm của trận đấu này. Thứ nhất, mình sẽ không gánh đường rông, và con hai chất té này điểm mạnh của nó như thế nào ạ? Khi đối đầu với hai chất té thì chúng ta sẽ phải né được chiêu 1 của hai chất té, thì chúng ta sẽ
đánh nhau với nó Queen được tầm khoảng 60% thôi. Nếu mà chúng ta né được chiêu 3 của Hayate thì cái việc Queen Hayate nó sẽ lên đến 80%. Muốn 100% thì cái việc chúng ta phải đạt được cái yêu cầu là nhử được chiêu bay của thằng Hayate là chiêu thứ hai các bạn nhé. Khi Hayate mà sử dụng mất chiêu 2 thôi thì đó là cái thời điểm chúng ta có thể bay bao giết Hayate, đó là thời điểm tốt nhất. Đấy là cái khi đối đầu với Hayate các bạn nhé. Mình sẽ không nói điểm yếu điểm mạnh làm gì cả, chỉ cần các bạn né được cho mình những cái đó. Tí nữa thì mình sẽ solo cứu nó để cho các bạn biết được rõ hơn khi đối đầu với Hayate. Còn vì tưởng Rat thì nó sẽ như nào ạ? Rat đơn giản thôi, Nakarov chỉ cần bay vào combo 5 chiêu là vì tưởng Rat nó sẽ không còn có cơ hội chơi với mình đâu. Nhưng các bạn nên nhớ không được cho Rat cầu rỉa và hầu như không để cho Rat sút trúng mình chiêu 2 nhá. Đấy là cái khi đối đầu với vì tưởng Rat. Còn Caffini và Zip như thế nào ạ? Đương nhiên rồi, chúng ta sẽ bay vào từ cái pha này mình bị giết hai cho tay phát này. Đây, hai cho tay nhá. Đấy, các bạn thấy chưa? Khi hai cho tay mất chiêu 2 thì cái việc Nakarot bay vào nó đồng nghĩa cái việc chết rất là cao. Đấy. Đây là một cái đánh cao rất là cao rồi. Và mình sẽ đánh không ăn mục tiêu, thậm chí không ăn cả ca xa các bạn nhé. Không ăn cả kinh công đâu. Được của nó đấy. Và không ngay nhân công để tạo điều kiện cho Caffini nó mạnh nhất có thể, để cho mình có thể là hướng dẫn các bạn cách đánh late game một vị tướng mạnh và team địch nó mạnh thì sẽ chơi như nào ở trong giai đoạn late game. Và tiếp theo mình sẽ phân tích đến cặp đối của Caffini và Zip các bạn nhé. Caffini là Zip, khi các bạn khi bạn mà bay vào Caffini và Zip mà các bạn ví dụ như mình là Nakarot mà mình bay vào mình dồn hết chiêu vào nó đi, bị Zip hút coi như là fail các bạn nhá. Làm thế nào để giết thằng Caffini mà không được thằng Zip hỗ trợ? Đó mới là cái bài toán nó khó ở trong cái đánh cáo này. Làm như thế nào ạ? Chúng ta sẽ tận dụng đến triệt để cái giai đoạn là thằng Caffini và thằng Zip nó không ở cạnh nhau. Nếu nó ở cạnh nhau thì các bạn không được combat. Đấy, các bạn nên nhớ cho mình một cái điều đấy nhá. Phải nhớ cho mình cái điều này đấy. Và khi combat trong một cái trận đấu ấy, chúng ta chỉ nên combat tổng khí thế nào, khi trường hợp bất khả kháng. Các bạn nên nhớ cho mình cái điều này này. Chỉ khi combat tổng với team của nó về late game rất mạnh vào cái trường hợp bất khả kháng nhá. Gọi là ví dụ cuối game phút 78 rồi, không đẩy lẻ được và không chơi được cái trường hợp nào hết thì chúng ta mới combat thôi. Còn không, các bạn phải tận dụng triệt để cái lối đánh mạnh nhất của thằng Nakarov là đẩy lính, ẩn sai, giấu sai và bắt lẻ như một con báo đốm hoặc một con hổ gầm. Đấy, các bạn nên nhớ cho mình lối chơi. Các bạn chơi vị tướng nào mình không cần biết, chúng ta phải biết điểm mạnh, điểm yếu của từng vị tướng đấy để chúng ta chơi. Đấy, trời ơi, để mình này, ôi xời. Thành niên các bạn, mình đeo hiểu cái kiểu gì ạ? Đấy, mình vừa nói xong các bạn nhá. Hãy ra tay mình. Ôi, đây chưa ba là chảy. Đây là các bạn thấy chưa, mất chưa ba mình chảy này. Từ từ hết chưa ba, thậm chí mình sẽ lui lại mình đánh. Nhưng thôi quá, từ bình tĩnh. Đấy, ôi rồi, mình về pha này. Thằng hay tay mình đã phân tích các bạn nhá. Khi muốn win 100% hay tay thì đồng việc với cái nghĩa là thằng hay tay nó mất hết tất cả các chiêu thức. Và thậm chí nó mất chiêu 2 đấy. Mà nó chiêu 3 xịt, chiêu 1 xịt và chiêu 2 mất thì mình hỏi các bạn nó sống với kiểu gì? Đấy, làm thế nào khi không bay vào thằng Hayate thì khi các bạn bị thằng Hayate nó trường các bạn chiêu 1 trúng người các bạn thì các bạn phải lui ngay lập tức. Các bạn ăn luôn chiêu 3 là chết. Đấy, thì chúng ta phải biết được những cái đấy để chúng ta khi đối đầu với các vị tướng. Theo mình nghĩ thì chất tướng của team địch thì là một chất tướng late siêu mạnh thôi. Hayate, Caffini, Zip. Mình không cần là rát thằng rát về late game có thể một con bó chết mình thì đó là một team mạnh. Cho nên lý do vì sao ở cái rank cao thủ đi rank đơn này, cao sao mình sẽ không ăn mục tiêu lớn, sẽ không gánh đường rông, là để mình tạo điều kiện cho nó mạnh nhất có thể để cho các bạn biết được. Gặp ví dụ các bạn gặp nhiều trận đấu ấy, nói, anh ơi thằng xà thủ nó rất là mạnh ở late game ấy mà em không có cách nào em chơi cả, thì clip này thì Cường Lao sẽ đáp ứng được cái nhu cầu của tất cả các bạn và mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chơi. Rồi, đây là phút thứ 8 trong game thôi, và các bạn nên nhớ từ phút thứ 8 đến phút thứ 13 đổ về. Các bạn đến từ cái pha này mình đẩy lính, mình không đánh nhau nhá. Các bạn ghi đường dưới của team mình này. Các bạn có thể team đường dưới team mình ạ. Đấy, cái pha này mình sẽ về nhá. Sẽ về thủ cái đường dưới pha này team mình này. Do các bạn thấy chưa, team mình đang cuồn đánh nhau và mình thì không thể nào đẩy được ba đường. Đấy, mình chỉ đẩy lính được đường mid cao và mình sẽ bay về. Đấy rồi, combo luôn, giết hai giết rát. Rồi, Ruke lui lên rồi, ok. Cắn được hai pha này luôn. Rồi, pha này mình sẽ thủ đường, khi thủ được đường mình sẽ đẩy cao của đường này nhá. Mình sẽ nói tiếp ở cái giai đoạn từ 8 phút đến 13 phút đổ về nhá. Là cái khoảng thời gian thằng Nakarot bắt buộc.
nó phải đi đơn lẻ để đẩy đường. Đẩy càng nhiều đường thì là càng tốt các bạn nhá. Và trong cái trận đấu này mình sẽ phải đẩy 3 đường. Và đường trên của team mình đang cáo thì mình sẽ không đẩy, và mình sẽ tập trung đẩy đường mid. Và mình sẽ ăn hết những cái con quái của cái gì mà cái thân sát tá. Mình quan tâm đồng đội nhá, không quan tâm đâu. Đường nào nó cái kiểu gì mà mình chả phải gánh cái game này đâu. Lo gì các bạn, để cho nó chửi đi. Rồi không sao các bạn nhá. Đấy, mình sẽ phải đẩy quái cao 3 đường. Và sau đó mình sẽ cho team địch nó di chuyển theo mình các bạn nhé. Và đó một gồm một cách gọi là cho team địch nó di chuyển kiểu rối loạn ấy. Đây thằng rat thì như mình đã nói đó, combo 5 chiêu là nó sẽ auto chết 1 2 3 chiêu 3 hồi 5 chiêu một quẹt chết đấy các bạn thấy chưa các bạn nhé. Đặc biệt nhá, vì tưởng rat là các bạn phải combo 5 chiêu là bắt chết ở 100% luôn. Lý do vì sao ạ? Vì khi các bạn combo 5 chiêu ấy thì thằng rat có tốc biến có dung chiêu bài ấy, thì các bạn sẽ còn thêm chiêu thức để các bạn rệt được nó nhá. Lý do vì sao lại combo 5 chiêu nhá. Còn bây giờ thì easy thôi, team mình đang có thể chủ động đẩy quái cao. Và cái đường lính thì mình đã đẩy cao đường mid thôi. Còn đường dưới thì thể lính đang ở cao. Đây, team mình đang con ping kinh công nhá. Và mình không ăn nhá, mình không hề ăn kinh công. Và nếu mà có team địch nó có một phá lật keo kinh công ấy, thì đó cũng sẽ là một cái lợi thế để cho mình có thể là team địch nó mạnh hơn. Đây là một clip mình chỉ hướng dẫn các bạn cách đánh khi team địch nó sánh nhá. Còn ví dụ bản thân của mình mà chơi bình thường thì mình khuyến các bạn để ăn kinh công phải này, hoặc ăn các mục tiêu lớn. Đấy, mình không phải chơi thế này là để khinh thương team địch đâu, hoàn toàn là không phải các bạn nhá. Các bạn đừng bao giờ nghĩ sai về mình không bao giờ là khinh team địch đâu, mà là mình muốn làm một trận đấu nó hay nhất để cho tất cả các bạn xem. Mình không bao giờ là gọi là yên tâm, cái từ cáo từ đài là mình không bao giờ có đâu. Rồi tiếp tục, và mình vừa bắt lẻ được Ruke rồi. Mình đã nói rồi, ở dưới phút thứ 13 nhá, là cái giai đoạn chúng ta sẽ đẩy quái cá và bắt lẻ. Đấy, thì đó cái lối chơi mạnh nhất. Đấy, cái pha này mình sẽ bay con zip, giết zip trước thì con cá phải đi nó xè nằm xuống luôn. Đấy các bạn thấy đơn giản chưa? Khi mình đẩy quái cáo quái ấy thì cái việc bắt lẻ nó xè hiền ra các bạn thấy luôn. Chúng ta sẽ cái kiểu gì các bạn đẩy quái cá 3 đường, các bạn cũng sẽ tìm ra 1 đến 2 đối phương để bắt lẻ thôi. Chẳng hạn cái phá mình vừa giết thằng Ruke ở đường trên đấy, thì thằng AD và thằng CP nó lại ở mid và chúng ta sẽ di chuyển ra mid để chúng ta đánh. Cái điểm mạnh của Nakaroth đầy lẻ là vì như nào? Vì sự cơ động của nó. Thằng Nakaroth đi đường từ một cái đường dưới, nó ra đường mid và chỉ mất khoảng 5 giây thôi. Mất khoảng 5 giây là nó đã có tiếp cận một pha combat rồi. Mà một pha combat trung bình nó sẽ diễn ra 15 cho đến 20 giây các bạn nhé. Nếu có mắt tổng, con combat đơn lẻ thì nó sẽ diễn ra tầm 10 cho đến 15 giây. Thì nó có thừa thời gian để cho Nakaroth có thể tiếp cận một cái mục tiêu combat. Đấy, các bạn biết mà, đó lý do vì sao mạnh nhất của Nakaroth là như vậy. Hiện tại bây giờ thì phút 12 rồi. Và bây giờ chuẩn bị đến cái giai đoạn là giai đoạn late game các bạn nhé. Chuẩn bị ở đến phút 13 rồi là giai đoạn nó late game. Và bắt buộc, bất khả kháng. Các bạn biết không, nó phải combat tổng. Thì bây giờ combat tổng thì thằng Nakaroth phải làm gì? Đấy mới là điều quan trọng nhá. Đấy, đây là cái điều quan trọng các bạn lắng nghe mình này. Thứ nhất, khi team mình combat bị mất ba ron đấy rồi, quên bị mất con kinh công đấy rồi, thì các bạn đều biết được rằng ấy, team địch rất mạnh. Và bây giờ mình chỉ phải vs với thằng Cavani và rồi toàn cái pha này mình cũng vào kịp. Rồi combo chặt thôi. Rồi cái pha này mình sẽ bán đô tật nhánh này và chạy thôi, chạy. Rồi sao bị chửi. Đấy. Tôi không sao, đã thua đâu mà các bạn cứ xôn xao nhá. Bình tĩnh, mình sẽ phân tích và làm thế nào để win nhá. Như bạn thấy đấy, có phải là một trận đấu khó, rất là khó, siêu khó. Rồi, ok, không sao. Bắt đầu mình sẽ bê về và mình sẽ giết cái con rồng của nó. Giết con rồng nhá. Khi giết rồng thì mình sẽ đẩy một tên quái cao và giấu sai càng tốt, càng xấu càng tốt. Mình sẽ không để cho team địch thấy sai mình ở cái đường nào và nằm ở đâu cả. Và mục tiêu của mình sẽ là ai ạ? Rat, Ruke, Hayate, Cavani. Theo các bạn là ai ạ? Ok, cái người đầu tiên mình quan tâm nhất đó chính là Cavani các bạn nhá. Vì Cavani là một vị tướng lết game mà có thể gây được sát thương khổng lồ thay vì con Hayate nhá. Cho nên cái việc mình từ bình tĩnh, con Hayate mất tốc biến đòn. Bây giờ mình đã bị lỗ sai các bạn nhá. Và đây thằng Rat của nó này, đây rồi, giết được nó luôn. Hay quá, bắt lẹ thằng Rat rồi. Bình tĩnh, chưa đâu, 5v4 có thể thua với cái team này. Chúng ta sẽ bình tĩnh một chút. Cái khi chúng ta giết được thằng Cavani đồng nghĩa với chúng ta sẽ win được 50% rồi.
cho nên mình sẽ giấu sai một chút, mình sẽ phải giấu sai để cho team mình Alalu đi, mình sẽ đẩy đến một chút. Khi đẩy đến một chút mình sẽ lao vào trong rừng này, lao vào trong rừng giấu sai này, và chắc chắn rồi thằng Cavani nó sẽ không để ý mình đâu. Đấy các bạn nhá, mình đang giấu sai này, thằng Cavani này, thằng Cavani đâu rồi, thằng Cavani đấy rồi, đây giết rồi, ok win, ok chưa. Khi thằng Cavani của team địch chết, thằng hay cái té nó con thì cái việc nó không quan trọng, quan trọng là thằng Cavani đã chết rồi. Khi giết được thằng Cavani thì đồng nghĩa chúng ta sẽ có một trận đấu các bạn nhá. Và cảm ơn tất cả các bạn đã xem trận đấu này, và các bạn yên tâm đang cương lao luôn luôn nhiệt huyết và cháy trong từng clip. Các bạn đừng quên đăng để lại cho mình một nút comment, like và comment các bạn nhá. Các bạn ơi, mà yêu, bye bye.